Ngày 27 tháng 5 năm 2021, mình và Sir Boss Nhàn đã tham gia vào nhóm nghiên cứu khoa học về một loại virus có thể biến đổi con người thành zombie, và đã thành công chế ra con virus có tên là Apocalypse. Sai lầm của nhóm mình là đã để con virus đó lan truyền ra bên ngoài và đã làm cho tất cả người dân trên thế giới biến thành zombie. Với nguy cơ đó, mình đã thành lập biệt đội chống zombie gồm có Sir Boss Nhàn. Và sau những cuộc chiến để chống chọi với zombie, Sir Boss đã hy sinh, Nhàn cũng đã trở thành một con zombie. Mình là người sống sót duy nhất trên trái đất. Sau một thế kỷ, trái đất đã trở thành một hành tinh không còn sự sống. Chỉ toàn là zombie đã làm ô nhiễm hoàn toàn trái đất, gây ra sự diệt vong của nhân loại. Sau một thế kỷ đó, chúng đã tiến hóa lên dạng mutant khổng lồ với sự đột phá về sức mạnh. Trong số chúng có một sinh vật mạnh mẽ và là chùm cuối của series Enderman Mutant. Mình sẽ trong vai người sống sót duy nhất trên trái đất chống chọi lại zombie. Minecraft series Zombie Apocalypse. Chú xa gamer nhé. Em sẽ là người series Minecraft Zombie nhé. Zombie series Minecraft nhé. Đến với tầm khoa nào. Let's go. Ôi, tổ thế. Chứ khá là nhiều nhiệm bài luôn đấy. Hai con đây có cái gương này mình đập đó. Cái này nguy hiểm lắm. Nó dùng mắm nó hơi lát này, không cảm nha. Đánh cái phòng mới nổi chết nha. Nổi chết hoàn lụm. Đây, có sẵn cái giường cho mình luôn nha. Mình châm cửa châm trên cái giường. Hôm nay có gì không? Nhưng mà khôn thế, vô đây chứ. Để mình khám phá một vòng đây rồi mình đi đi, có gì không đây? Không có gì thôi. Yay. Chứ vậy. Từ này mà để mình tắt mạnh cái. Đây nó hơi lát. Ok. Món dầu với cái lúa này ngon rồi.
Coi như mày đông quá. Đây có nhà gàn đây, mình vô mình chơm được nhé. Cửa rồi. Nhà mọi người đúng vào. Xong ra ngoài mình đây mình chê nguyên nhà ổng luôn. Rồi ngày mai mình để mình chỉnh lại. Để gì nó ồn video các bạn khó nghe tiếng mình lắm. Ok chứ vậy được rồi. Còn coi như bay ngoài cửa nè. Dạ. Còn yếu xìu. Để mình sang bằng nhà ổng nha. Chứ làm biến ở ngoài quýnh nó coi như đào đá lắm. Chúng ta đóng. Đây như bạn với tạo đặt ke cây kiếm mình test thử cái này cái này dùng nó làm gì vậy nè. Nhìn như ổng tan quen có cái gì đó. Lụm đi. Hai lát tim mà bạn cảm đó. Mạnh như vậy phải không? Nó gãy cửa luôn. Có gì đây? Quý chơi gì nè các bạn? What? Đi còn 20 con nè. Mình bỏ đi nhé. Đủ đồ đạc chưa? Chặt kim gỗ. Mày. Yeah. Lưng nữa. Cần hai. Hôm này bóp cho bạn ơi. Còn những con nha. 1 2 3. Này nó hơi thấp. Sẽ ghi đây khá là mầm mù nhé. Mình chặt thêm tí gỗ nữa mình đi. Để xuống hang mà không có gỗ nữa. Bắt lên lại chặt nữa cũng khổ. Làm cục. Chắc mình chặt tới 20 cục là đủ rồi. Quên nhân lại, sống nhà đi. Tụi bay cá không chết. Mới nhân lại tập sự nữa nhé. Rồi, này không có não rồi.
Đến giờ hết cái này mình im dòng coi có cái hang nào mình đi mai nhé. Chứ trong cái series này không có giáp, khó chống chọi lại zombie lắm. Chặt nốt cái này nữa nha. Chắc video sao mình đầu tư cái mít luôn. Nói vậy có khi các mẹ không nghe. Chặt tí đá, lộn mai đào tí đá. Tí đá làm gì chặt được. Chắc tuần này mình ít ra video quá rồi. Nhưng tuần này với tuần sau mình ít ra đây. Tuần sau mình ôm Thi rồi. Lại con què nữa. Khá là đông. Nhưng nó đông mà nó yếu nha. Mẹ ngáo đá chen chỗ rồi. Dạ. Với con zombie mà nó mặc giáp nether nữa. Git châu. Đây, có cái hang luôn. Để đào một tí hang xuống không có đuốc nữa. Tới hồi đi đủ rồi mình sẽ chặn lại chỗ này. Đuốc đâu kia. Ok, mình để mình mở rộng như này nhé. Mình cũng không mới bạn. Có nào mình sẽ live stream. Mày rảnh thì vô xem live stream của mình. Chắc có live stream về game thôi chứ không phải gánh. Mày gáp live stream trên trời hẹn lên nó có quá. Chim nói chuyện chiêu vui. Chuyện hai rộng rồi.